Alo, xin chào các nghệ sĩ nhân dân. Rất vui khi gặp lại các bạn trong chuyên mục ra mắt các sản phẩm mới của Văn hóa Điêu Cày. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm mới rất là hot, đó là Vương Điếu, Điếu Cày Hoàng Gia. Điếu được chế tác rất là tinh xảo, làm từ gỗ nhóm 1, được chạm trổ rồng rất là công phu, hoàn toàn bằng thủ công. Nọ điếu được bọc vòng vàng 18K, đính kim cương nhân tạo, logo của Văn hóa Điêu Cày. Rất là sang trọng và đẳng cấp các bạn ạ. Điếu được thừa hưởng khả năng chống đổ nước của điếu cày chiêu lưu. Tôi sẽ test thử cho các bạn nhé. Trong này có rất nhiều nước đúng không ạ? Nhưng mà không có nước chảy ra ngoài. Quý vị có thể thấy rất sạch sẽ đúng không ạ? Điếu rất là quý giá và sang trọng, mang theo người rất là tiện dụng. Điếu có kích thước chiều dài thiết kế là 30cm, đường kính 5cm. Rất là đẹp và sang trọng. Tôi sẽ test thử thuốc lào Hoàng Gia ngay bây giờ nhé. Khi các bạn đến những cái khu du lịch thì dùng thuốc lào Hoàng Gia để cho hương thơm nó không ảnh hưởng đến người xung quanh. Và dùng dụng cụ nhấc tàn. Hôm nay tôi không mang dụng cụ nhấc tàn, tôi sẽ hút trực tiếp luôn. Các bạn chú ý nhé. Điếu rất phê, khói rất đượm. Đây sẽ là một sản phẩm rất là hot trong thời gian tới. Quý vị có thể đặt hàng tại trang web của Văn hóa Điếu Cày www.vanhoadiếucay.com hoặc gọi điện đến số hotline 0912 798484 để có thể đặt hàng siêu phẩm Vương Điếu của Văn hóa Điếu Cày. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Xin chào.